Hôm nay em lên hơi sớm nhé mọi người. Hôm nay em like hơi sớm nhé mọi người ơi. Đông đông một chút em sẽ sale tặng nhé. Em có thấy chị nhé, em có thấy chị Phạm Thị nhé, thấy Hương Thắm nhá. Đông đông một chút em sẽ sale tặng. Hôm nay em sẽ like sớm. Mọi người có thấy lóa không? Hôm nay mục đích muốn tặng đồ cho mọi người. Hôm nay chưa muốn like vì mũi chưa khỏi, em chưa muốn mặc đồ, chưa muốn like. Ai đang xem chấm bài cho em nhé, em sẽ tặng nhé. Ai chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng một hộp phấn nước nhé. Đó, cực kỳ thích luôn. Bọn quả đông đông một chút em sẽ like tặng nha. Này, đông đông một chút em sẽ like tặng. Ai chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng một hộp phấn nước. Cái phấn nước này em đang xài cực kỳ ok luôn. Xem nhưng mà không chia sẻ thì em sao tặng quà được. Mọi người phải chia sẻ lên cái hội nhóm nào mà cái hội nhóm mở ấy. Đó, thì em vào em xem được, chứ mọi người lại, mọi người chia sẻ lên mấy cái hội nhóm kín ấy thì em không kiểm tra được. Đó thì em không tặng quà mọi người được rồi. Đông đông một chút em sẽ sale tặng. Em cực kỳ là ưu ái luôn, thật sự là like lần nào em cũng tặng mọi người cực kỳ nhiều đồ luôn, em nói thật. Mà em nói tặng là em tặng nhá. Bao nhiêu khách được nhận quà nhà em rồi đấy. Em mua 50 thỏi son. Em lấy 50 thỏi son về chỉ để em tặng khách thôi. Cực kỳ nhiều luôn. Ai nhận quà nhà em rồi thì biết. Mọi người chia sẻ cho em đi. Dạo này mọi người chả chịu chia sẻ cho em nữa cơ. Hình như dạo này thấy em tặng quà dễ hay sao ấy. Mọi người chả chịu chia sẻ cho em nữa cơ, em nói thật. Từ hôm suốt ngày em tặng quà đến giờ em chả thể. Em thấy ít người chia sẻ bài cho em cực kỳ luôn. Mọi người cố gắng chia sẻ vào mấy cái hội nhóm ấy. Mà công khai ấy, được cái chủ nhóm ấy, người ta áp vào, người ta chấp nhận ấy. Đó thì em mới nhìn thấy được, chứ chia sẻ vào mấy cái hội nhóm mà nhóm kín ấy thì em không ấy được rồi. Thì em không xem được thì em lại không tặng quà cho mọi người được. Em kiểm tra mà ai chia sẻ nhiều nhất em mới tặng. Đó. Thì bây giờ mọi người chia sẻ cho em đi, có ai thích tặng mỹ phẩm không? Có ai thích tặng cái phấn hay không? Cái phấn này là em không có bán, nhưng mà nếu mà ai được tặng quà thì em sẽ lấy về tặng mọi người. Đó. Còn ai muốn tặng son nhé, ai muốn tặng son thì em sẽ tặng son cho mọi người nhé. Ai thích son em sẽ tặng son cho mọi người ạ. Cực kỳ nhiều đồ luôn. Chị Phạm Thị hôm nay muốn mua gì? Lên sớm quá, ngồi chơi chơi nói chuyện mọi người. Tặng quà mọi người nhé, đây. Tặng một thỏi son đầu tiên. Có ai thích màu hồng, màu đỏ không? Cái son này em đánh rồi nha, có ai thích màu hồng màu đỏ không? Cực kỳ xinh luôn. Có chút nữa đông đông thì em mới like quần áo ạ. Còn ít quá thì em lại không like, em lười like lắm, ít quá lười like. Vậy mũi em vừa mới tháo ra nên là em lười mặc quần áo á. Đó, đông đông một chút em sẽ siêu tặng mọi người nhá. Có ai thích son không?
ai thích son trăm mừng son nhá, ai muốn tặng son trăm mừng đúng cú pháp cho em sẽ tặng nhá, tặng 29k kèm số điện thoại nhá, đúng cú pháp nhá. Đây cái son em đang xài nhá, cái son em đang xài này cực kỳ dưỡng môi nhiều luôn. Tại vì cái mùa này này, bình thường là em sẽ xài những cái son kem như thế này này, bình thường em sẽ xài những cái dòng son kem như thế này này, nhưng mà tại vì cái mùa này này, cái mùa này nó hơi khô môi, nó hanh rồi mà, nó hơi khô môi nên em sẽ xài những cái son thỏi như thế này. Nó đây là son kem nha, đây là son thỏi nhá. Xài son thỏi như thế này này, cực kỳ mà mềm môi mà nó dưỡng môi. Mặc dù cái màu nó không bám ấy, cái màu nó không giữ lâu như là cái son này này, cái son kem này này. Nhưng mà cực kỳ thích luôn vì nó có dưỡng ẩm cao. Mọi người nên xài mùa này, mọi người nên xài những cái thỏi son như thế này này, dưỡng ẩm cao cực kỳ luôn và dùng thích cực, em nói thật. Tại vì em cũng đang xài mà. Môi em cũng hơi khô, mùa này thì môi em hơi khô, tại vì em không dưỡng ẩm nhiều ấy, chả có thời gian mà dưỡng ẩm nữa. Đó, nên là em xài những cái thỏi son như thế này. Ai muốn tặng comment tặng 29k nhé. Ai chưa được nhận quà thì nhớ comment nhé, tặng 29k nhé. Chi Phạm Thị ok cam đất nhé, Chi Phạm Thị lại được nhận quà rồi mà. Chi Phạm Thị lại được nhận quà là còn gì. Tặng nhé, tặng son này nhé, cam đất nhé. À đâu ạ. Ok nhá, Chi Phạm Thị một thỏi cam đất nhé. Đây, còn ai muốn tặng son nữa không ạ? Còn ai muốn tặng son nữa không? Em sẽ tặng nốt nhá. Em sẽ tặng nốt cho mọi người nha. Cực kỳ đẹp luôn. Son cực kỳ đẹp luôn. Ok Phương Hân nhá. Những ai được em đọc tên nhớ inbox địa chỉ cho em nhá. Những ai được em đọc tên nhớ inbox địa chỉ số điện thoại cho em nhá. Để em còn có địa chỉ mà gửi hàng cho các chị. Ok Phương Hân nhá. Mọi người cố gắng chia sẻ lên hội nhóm cho em nhé, thì em sẽ tặng quà nhiều nhé. Đây, những ai được em đọc tên nhá là có quà. Những ai được em đọc tên là đã có quà nha mọi người. Là đã có quà nhá. Mọi người phải chủ động inbox cho em nhá. Vì em đã tặng quà mọi người ấy, nên là em không chủ động nhắn tin được ạ. Vì rất là nhiều tin nhắn. Tại vì mỗi ngày em tặng như thế này này, em tặng lên hội nhóm, sau em tặng lên trang cá nhân rất là nhiều quà. Nên là mọi người nếu mà ai chắc chắn nhận quà, ai thực sự muốn nhận quà thì inbox địa chỉ cho em nhá, thì em sẽ gửi quà cho mọi người. Đó. Chứ thực sự là bây giờ em không thể ngồi em hỏi là chị ơi cho em xin địa chỉ để em gửi sản phẩm chị được tặng được. Đó. Tùy nhá, tùy ship nhá. À cái này em nói lại thêm một lần nữa nhá. Là em đã tặng son rồi thì em không có free ship nhá. Em đã bỏ tiền túi ra mua rồi. Đó, về em tặng mọi người rồi thì em không có free ship nhá. Thực sự em đã cái thỏi son này em mua và em nhập vào nó đã là hơn 100 rồi. Bây giờ em tặng mọi người có 29k em đã lỗ rồi. Trong khi đó em lại còn free ship cho mọi người nữa. Thực sự là nhà em thực sự là không giàu đến cái mức đấy nhá. Mọi người nhá, mọi người thông cảm cho em. Tại vì ai bán hàng cũng biết đấy ạ. Ai mua đồ xài rồi cũng biết ạ. Thực sự là em không thể free ship được vì em đã bán son, em đã tặng giá rẻ luôn rồi đấy, nên là em không free ship được ạ. Trừ khi cái đơn hàng của mọi người to một chút ấy. Đó, như khách sỉ như em này. Em nói thật luôn, đây là như khách sỉ như em này, cọc hàng to vật vã như thế này, em cũng không free ship được cơ. Em cũng không free ship được. Tại vì em đã bán hàng quá rẻ luôn rồi. Em đã bán hàng cực kỳ rẻ rồi nên là em không free ship được mọi người ạ. Ok, Nguyệt một thỏi cam đất nhá. Đó. Em đã đọc tên ai nhá, là người đó chắc chắn được nhận quà, nhưng với một điều kiện, mọi người nhá phải chia sẻ lên livestream, mọi người phải chia sẻ livestream cho em này. Đó. Và kết bạn với em và sau đó là inbox địa chỉ cho em nhá thì sẽ được nhận quà. Chỉ cần làm ba bước đó thôi. Dạo này em thấy các chị ít chia sẻ ấy, đó, em không hiểu vì sao, hay là em tặng quà dễ quá nên là các chị không chia sẻ cho em. Đây nhá, chút nữa mọi ai lấy son gì thì inbox cho em nhá. Đây là son kem này, đây là son thỏi nhá. Đó, thì mùa này em khuyên là mọi người nên dùng son này này, cái son em vừa đánh này. Đó, thì dưỡng môi nó cao hơn, nó ẩm hơn, đó, nó không bị khô. Còn cái mùa hè thì mọi người dùng son này cũng được ok, không sao. Nhưng mà tùy từng cơ địa môi ấy. Ai môi không khô mà ai dưỡng tốt ấy, thì dùng son này này, nó giữ cái màu ấy, đó là bám rất là lâu luôn, ăn uống thoải mái, không vấn đề gì. Chị chặn chia sẻ nhưng kết bạn chị. Ok nha, ok chị Phương Hân nhá. Nói chung là em đã xác định tặng quà là em sẽ tặng cho mọi người, nếu mà ai có thiện chí muốn nhận quà thì nhớ inbox địa chỉ cho em nhé, thì em sẽ tặng quà cho mọi người. Đó, mọi người nhớ kết bạn với em nhé. Mọi người nhớ kết bạn với em nhé, nhớ kết bạn. Nếu ai không chia sẻ được thì em không bắt buộc, nhưng mà đấy, em bán hàng cực kỳ dễ luôn. Ai mua hàng thì em thì biết ạ. Đã tặng là tặng, nhưng tặng mọi người phải chắc chắn đấy thì em mới tặng.
Chứ bây giờ mọi người cứ comment tặng xong mọi người không inbox địa chỉ, thực sự là em cũng không biết mọi người ở đâu mà em gửi hàng cho mọi người là cơ. Nên là rất là khó. Đó. Ai muốn tặng thì comment tặng son 29k nhá. Nhớ inbox địa chỉ cho em. Em đã đọc tên những chị nào rồi nhá thì các chị đấy chắc chắn có quà nhá. Đó. Mọi người cố gắng chia sẻ cho em nha, đông đông một chút em tặng nha, đông đông một chút em tặng tiếp nhá. Còn ai muốn nhận quà, ai muốn nhận gì cứ comment nhá. Em nhà em còn một ít đầy nữa. Còn một ít cái em đây, một thỏi son đen nó là như thế này nhá. Đây. Cái thỏi son đen của nó đây nhá. Đấy, ai mua hàng nhà em rồi thì biết. Em nói tặng là tặng. Chứ không phải vớ vẩn, nói tặng là không tặng nhá. Ai nhận quà nhà em rồi thì biết ạ. Thực ra cái này nó cũng chả đáng bao nhiêu, nhưng mà thực sự là em đã tặng mọi người là em không có tiếc cái gì hết. Nhưng mà mọi người cố gắng, nếu mà ai thực sự muốn chia sẻ cho em thì chia sẻ chứ thôi, em cũng không bắt buộc. Đây. Đây là cái kem treo khuyết điểm nhá. Đây là kem treo khuyết điểm này. Em kết thử ra tay cho mọi người nhé. Cái này treo khuyết điểm cực kỳ tốt luôn. Này. Đây là kem treo khuyết điểm nhá. Đấy, em lại đánh có một đường mà cực kỳ mịn luôn. Này. Mọi người có nhìn rõ không? Mọi người có nhìn rõ không? Đây là nhũ mắt nhá, nhũ mắt. Đây. Nhũ mắt nhá. Cực kỳ thích luôn. Nhũ mắt cực kỳ thích luôn, sáng cực mọi người ạ, sáng cực. Chào Huy Vũ nha. Đây nhá. Là một cái chì nhá, chì kẻ mày nhá. Đây là chì kẻ mày đầu vuông. Đây là đầu vuông nhá, đầu vuông nhá. Em cũng không biết nữa à. Đây nhá mọi người. Đây nhá. Đó. Nó là đầu vuông nhá, em không biết mọi người có nhìn rõ không nữa. Nó hơi mờ mờ một chút. Tại vì cái cam của em dạo này nó dởm quá rồi. Không có tiền đổi máy mới rồi. Đây. Bên này là có cái đầu cọ nhá. Cái đầu cọ nhá mọi người. Là có cái đầu cọ nhá. Cực kỳ thích luôn. Đơn của Nile chưa đi rồi. Chị bảo rồi mà. Cái size đấy chị sợ là em lấy về em không mặc vừa, em bỏ đi phí cực kỳ luôn, chị nói thật. Chị mặc cái size L đấy còn rộng rộng một chút. Chị mặc cái size L đấy còn rộng một tí thôi. Thì em mà mặc size L thì chị sợ hơi kích. Mua hàng về mà không mặc được cực kỳ phí luôn, cực kỳ tiếc luôn thực sự. Bán hàng trên livestream nhá. Thực sự nào thật rất là thiệt thòi cho mọi người. Thiệt thòi cực kỳ cho mọi người vì mọi người không được mặc thử. Đó, mọi người không được nghe size, không được thử. Đó nên là cái nào mặc vừa thì em bảo mặc vừa, chứ bây giờ lấy về mọi người không nhận mặc vừa, nhận được hàng mà không mặc vừa thì cực kỳ phí luôn. Đó. Tiền mình làm ra đã khó, nên là cái gì mình thực sự ưng thì mình mới lấy. Chứ đừng cố về không mặc được bỏ đấy, chị ngắm cũng tiếc cực kỳ luôn. Quần chắc phải tầm mấy hôm nữa em ạ. Quần chắc phải tầm mấy hôm nữa. Chứ chị thực sự là nếu mà ai khách nào cũng là khách bán hàng được, chị thực sự là nếu mà đã xác định bán hàng thì ai mà mua hàng cực kỳ thích luôn. Chứ bây giờ mua hàng mà về khách không mặc được thì cực kỳ phí. Đó. Chứ còn đã bán hàng thì chắc chắn là muốn được bán được hàng rồi. Đây nhá, còn ai muốn tặng gì được không? Đây nhá, ai lấy nhá. Hàng này hàng của Mây nhá. Mây nhá. Tất cả cái này là của Mây nhá. Đây cũng là của Mây này. Đó. Của Mây hết nhá mọi người ơi. Còn ai muốn tặng son giúp các mình tặng son nhá. Để xem tặng gì cho mọi người là. Để xem tặng gì cho mọi người là hôm nay em sẽ like sớm. Hôm nay em sẽ like sớm. Nhưng mà thực sự là giờ chưa biết like gì, tặng gì. Like gì cho mọi người? Mọi người muốn em like gì? Có ai thích đồ bộ không ạ? À? Có ai thích đồ bộ không? Có ai thích đồ bộ không ạ? À? Có ai thích đồ bộ không mọi người ơi? Chỉ cần cầm bộ đội dài à, bộ đội dài mai nhá, mai like nhá Huy nhá. Tại vì chưa gỡ hàng ra được cơ, hôm nay làm đơn cũng một mình làm đơn chưa gỡ hàng ra được. Phạm Khánh Vân ơi, muốn tặng son thì chị chỉ cần comment tặng son kèm số điện thoại. Tặng son 29k kèm số điện thoại nhá. Là được nhá. Và nhớ kết bạn theo dõi em nhá. Và nhớ chia sẻ trên 2 lần lên trang cá nhân, 3 lần lên hội nhóm là chỉ cần như thế là được tặng son rồi nhá mọi người nhá.
Bộ đội dài thì mấy hôm nữa nhá, mấy hôm nữa. Mai cùng muộn nhất là ngày kia em like bộ dài. Vì em còn chưa soạn đơn được. Tại vì em còn chưa soạn đơn bộ dài được để mà like cho mọi người cơ. Chị bán giá tặng 29k nhá. Line nhá, tặng giá tặng 29k. Có ai thích bộ không? Đây. Một set bộ này đây, cực kỳ đẹp. Một set bộ đây. Cái bộ này có hai màu nhé. Chất cực kỳ đẹp luôn, chất đẹp như lụa luôn. Em có áo len nhé. Em có áo len nhé. Đây. Cái này có hai màu đây, cái màu này nhìn rõ hơn này. Có ai thích bộ này không? Đây nhá. Lên 40 người nha, em sẽ tặng bộ này cho một người đầu tiên nhá, 19k nhá, 19k cho 19k nhá, mọi người chia sẻ cho em nhá, mọi người chia sẻ cho em nhá. Mọi người chia sẻ cho em nhá, nên bắt đầu lên 40 người em sẽ tặng bộ này với giá 19k. 40 người nhá, 40 người nhá. 40 người sẽ sale tặng bộ này với giá 19k. Ok, Khánh Vân đã chia sẻ nhá. Khánh Vân thích màu son nào thì comment cho em nhá. Chút nữa inbox địa chỉ cho em nhá. Chút nữa inbox địa chỉ cho em nhá. Thì em sẽ để em gửi quà nhá. Mọi người có bộ này à, bộ này tầm 55kg đổ về vừa nhá. 55kg đổ về vừa nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn. Riêng ai đã nhận bộ này thì không bao giờ chê chất từng luôn, em nói thật luôn. Ai mà đã nhận bộ này không bao giờ chê chất từng luôn, em nói thật luôn. Đây nhá. Em ngồi xa xa một chút, 40 người nhá, 40 người nhá. Em sẽ tặng bộ này với giá 19k. Đây. Có hai màu nhá. Chả biết mọi người có nhìn rõ không, đây sang bên này cho nhìn rõ này. Đây. Ok, Lily đã chia sẻ nhá. Ai đã chia sẻ comment đã chia sẻ cho em nhá. Ai đã chia sẻ comment đã chia sẻ cho em nhé. Em bắt đầu lên like nha. Em bắt đầu đứng lên like nhé. Son à, ok nhá, son. Ok son nhá, chút nữa chị sẽ lay son nhá, đây. Lơ qua son nhá. Đây. Son đây nhá, ai muốn tặng son comment tặng son 29k nhá. Kèm màu nhá, tặng son 29k kèm màu nhá, son 3CE nhá, 29k kèm màu nhá. Đây nhá. Ai lấy thỏi son đen thì comment son đen nhé. Ai lấy son đen comment son đen nhé. 29k nhé. Đây nhá. Nên mọi người cố gắng chia sẻ cho em nhé. Mọi người cố gắng chia sẻ cho em. Nên 40 người em sẽ tặng bộ này với giá 19k nhé. 19k một bộ như thế này. Chất cực kỳ đẹp luôn. Đây. Cái chất này nhé, em vừa bỏ trong túi ra nhé. Vừa bỏ trong túi ra hơi bị nhăn một chút. Đông đông một chút em sẽ sale tặng cho sướng nhé. Cho vui nhé. Đây. Chất cực kỳ đẹp luôn. Chất cực kỳ đẹp luôn. Mặc mà như không mặc luôn, mềm lắm. Cái hàng này là hàng, cái hàng này là hàng người ta bán shop ấy. Đó, người ta nhờ em bán hộ ấy, nhờ em bán hộ một ít ấy, nên em sale cái giá mà người ta nhờ bán luôn. Không lãi một đồng nào luôn. Không lãi một đồng nào luôn, cực kỳ luôn. Cực kỳ rẻ luôn, đông đông một chút em like tặng nhá, đông đông một chút em like tặng. Hôm nay em không mặc thử đâu nhá, hôm nay em không mặc thử đâu nhá. Em không mặc thử đâu nhá, em chỉ dơ cho mọi người nhìn thôi nhá. Em chỉ dơ cho mọi người nhìn thôi nhá. Đây. Đông đông một chút em sẽ sale tặng nhá, 19k một bộ nhá. 19k một bộ, chất cực kỳ đẹp luôn. Nhận không ưng trả hàng thoải mái nhá. Riêng những cái chất như thế này nhá, nhận không ưng trả hàng thoải mái. Em bao chất hoàn toàn cho mọi người luôn. 19k một bộ. 19k một bộ nhá, nhận không ưng trả hàng. Nhận không ưng trả hàng nhá. Cực kỳ rẻ luôn, cực kỳ rẻ luôn, rẻ như Choa. Rẻ hơn cả Choa luôn ấy.
mọi người ra chợ bình thường cũng chả bao giờ mua được cái giá 19-20 nghìn một bộ luôn, em nói thật, ở chợ không bao giờ có cái giá này luôn. Đông đông một chút em sale tặng nhá, tại vì hôm nay em live sớm, tối em đi có tí việc nên là hôm nay em live sớm cho mọi người nhá. Hôm nay em live 3k rồi, cũng hơi mệt mệt một chút rồi nên là bây giờ live sớm cho mọi người một chút, tối đi có tí việc. Đông đông một chút nhá. Ai muốn lấy bộ này comment 19k nhá. Ai muốn lấy bộ này comment tặng 19k kèm số điện thoại nhá, hai màu nhá. Ai muốn tặng xanh comment xanh, ai muốn tặng trắng comment trắng nhá. Đó. 19k một bộ nhá. Ai muốn tặng xanh comment xanh, ai muốn tặng trắng comment trắng, chỉ có 10k 19k một bộ thôi, 19k một bộ thôi. Hôm nay em like hơi sớm nên là hơi ít người xem, Đây nha mọi người, Mọi người comment cho em nhá, ai ai muốn lấy trắng comment trắng, ai lấy xanh comment xanh nhá, 19k một bộ. Ai muốn tặng comment tặng nhá, ai muốn tặng comment tặng 19k một bộ nhá. Tặng 19k một bộ kèm cả số điện thoại nhá. 19k một bộ kèm cả số điện thoại nhá. Đó. Nên đúng 40 người em tặng với giá 19k nhá. Mọi người cố gắng chia sẻ cho em đi nhá. Dạo này như em bán rẻ quá, mọi người chả chịu chia sẻ cho em cơ. Cực kỳ ít luôn. Mọi khi bình thường toàn 300-400 lượt chia sẻ, bây giờ mỗi ngày nèo tèo mấy chục lượt chia sẻ thôi à. Mọi người dạo này lượt chia sẻ cho em cực kỳ luôn. Lên nhá, lên 40 người em phải bán giá 19k nhá. Đây là người ta nhờ, xả hộ nhá. Em phải xả hộ giá này thôi ạ. Chứ bình thường bán giá toàn 280 à. Chất cực kỳ đẹp luôn. Riêng những cái chất này nhá, em bao chất luôn. Mọi người mua cái hàng chợ không bao giờ có cái giá như thế này luôn. Quá bèo luôn. Quá rẻ luôn. À đây tay đây. Em cho mọi người xem tay nhá. Đây cái tay đây. Tay này. Cái vải này của nó mắc cực kỳ thích luôn. Này, tay này. Quần bên trong là có một cái lớp nữa nha. Đây, lớp quần bên trong đây có một lớp quần nữa. Giơ áo xem mà ok, áo đây. Mọi người cần em mặc thử không? À mà thôi, em không mặc thử đâu. Tại vì em vừa tháo cái băng ở cái mũi ra xong, bây giờ mặc thử sợ lạnh mũi mắt. Hôm nay em phải tháo cái băng tạm ra để live nhìn cho nó tử tế. Nên không dám động vào mũi. Giờ mà động một phát là lệch luôn. Lệch làm lại đi làm lại chắc chết thôi. Chắc tốn tiền chết thôi. Đây nhá, tặng 19k nhá. Lên 20 người nhá. 40 người em xin lỗi, lên 40 người nhá. Lên đúng 40 người em tặng. Đây em sẽ rơi kiểu này. Đây là áo, đây là quần. 19k một bộ nhá, ai lấy màu nào comment cho em 19k một bộ. Em tặng cho chị nào nhá, em sẽ tặng cho một chị nhưng mà với một điều kiện là phải chia sẻ nhá. Phải là người chia sẻ nhiều nhất là một này. Đó. Kết bạn với em là hai này. Sau đó được em tặng quà nhá, em đọc tên xong nhá, mọi người phải chụp màn hình gửi cho em nhá để em tặng quà nhá. Đó. Riêng mỹ phẩm là em sẽ gửi kèm với đơn. Ai được tặng son em sẽ gửi kèm với đơn. Nếu có đơn em sẽ gửi kèm. Đó. Còn riêng quần áo nếu mà không cần, chỉ cần comment đủ, không cần tặng kèm gì hết, em vẫn gửi riêng. Tại vì son thường là vì cái vận chuyển của nó hơi cồng kềnh ý. Đó. Tại vì va chạm nó rất là dễ vỡ. Còn quần áo thì nó rất là dễ vận chuyển. Đấy. Nên là có son em mới gửi kèm nhá. Có quần áo em mới gửi kèm cùng son nhá. Còn đây riêng quần áo này em tặng luôn. Nếu mà ai muốn lưu để chọn thêm thì em sẽ lưu cho mọi người để chọn thêm. Còn không thì em gửi luôn. Vẫn ok, không sao hết. 40 người nhá. 40 người em sẽ sale với giá 19k. Dạo này mọi người rất là ít chia sẻ cho em. Em xem bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nhá. À 20 người đang xem, mỗi người chia sẻ cho em 2 lần lên trang cá nhân, 3 lần lên hội nhóm cho em nhá.
ba lần nữa hội nhóm giúp em với nhá. Tại vì thực sự là dạo này cái tương tác của Facebook em rất là kém. Đó nên là em đang muốn lấy lại tương tác. Thì mọi người cố gắng chia sẻ cho em để em lấy lại tương tác. Thứ nhất mọi người được nhận quà rẻ này. Thứ nhất là mọi người được mua quà với giá rẻ này, mua quần áo với giá rẻ này. Đó. Thứ hai là mọi người cũng giúp em, coi như là giúp em để lấy tương tác lại Facebook. 19k một bộ thôi ạ. Bộ này bình thường em bán là 85.000 một bộ nhá. 85.000 một bộ. Em bán sale 85.000 chứ bình thường em bán 280, giờ em bán 85.000. Quá lỗ luôn mọi người ạ. Mới được có hơn 100 lượt chia sẻ thôi mà từ nãy đến giờ 30 mấy người xem mà mới có được hơn 100 lượt chia sẻ thôi. Mỗi người chứng tỏ mỗi người chia sẻ cho em mấy lần được có 2 lượt thôi, mỗi người chia sẻ cho em được có 2 đến 3 lượt thôi. Thật cực kỳ ít luôn. Đó. Em sẽ tặng một bộ cho một chị nhé. Em sẽ tặng một bộ cho một chị nhé, cho nó nhanh nhé. Em sẽ tặng một bộ cho một chị nhé. Em sẽ tặng cho một chị nhé. Em xem chị nào từ nãy đến giờ chia sẻ nhiều nhất là em sẽ tặng cho một chị nhé. Em sẽ tặng cho một chị nhé. Em sẽ tặng một bộ cho chị. Chờ em một chút em kiểm tra. Em sẽ tặng một bộ cho một chị nhé. Em sẽ tặng cho chị Sky nha. Em sẽ tặng cho chị Sky một bộ trắng nhá. Tặng cho chị Sky một bộ trắng nhá. Đuôi 626 nhá. Đuôi 626 nhá. 8626 nhá. Một bộ trắng nhá. Còn ai muốn mua nữa không ạ? Còn ai muốn mua với giá 19k nữa không ạ? Còn ai muốn mua với giá 19k nữa không ạ? Không lên 40 người nhá. Ok, Lile nhá. 85k một bộ nhá. Không lên 40 người em. Đây nhá, em tặng một bộ rồi nhá. Bây giờ em sẽ Chị Nguyệt ơi, tại vì mình làm gì được 80 nhóm chị ơi, bây giờ bằng này người này. Thực ra nếu mà chị chia sẻ 80 nhóm ấy rất là khó luôn, thực sự luôn. Tại vì em không nói điêu nha, nếu mà chị chia sẻ 80 nhóm nhưng mà quan trọng là người ta có chấp nhận ý, chị nên cái nhóm đấy không ấy, chị áp bài của chị nên cái nhóm đấy không thôi là một chuyện. Chứ còn bây giờ bình thường ai cũng chia sẻ nhiều nhưng mà quan trọng nó không nên được cái nhóm đấy ý, chị. Đó, thực sự là em muốn tặng ấy rất là khó luôn. Em muốn tặng các chị nhưng mà rất là khó. Nhiều lúc cái bài của các chị không được phê duyệt nên là nó không lên được, nên là nó không hiển thị lên em, nên là em không kiểm tra được. Nên là các chị thông cảm cho em nhé. Đó, em tặng một bộ cho Sky nhé. Tiếp theo nhé, có ai muốn tặng nữa không ạ? Nếu mà không lên 40 người nhé, em sẽ tặng về giá nhé, 85.000. 85.000 một bộ nhé. 85.000 một bộ nhé. Ai lấy trắng comment trắng nhé, ai lấy xanh comment xanh nhé. 85.000 một bộ nhé. Ai lấy trắng comment trắng, ai lấy xanh comment xanh. Còn ai muốn mua bộ Adidas nhá. Đây là chính hãng nhá, Đây. Mọi người xem chất của nó nhá. Đây. Bên trong bên ngoài nhá, may như nhau luôn. Chất cực kỳ may, cực kỳ cẩn thận và cực kỳ đẹp luôn. Chất sờ mềm luôn. Bộ Adidas thì 65.000 một bộ. Em bao chất hoàn toàn, có hai màu, chỉ còn hai màu, màu đỏ nhà em hết rồi nhá. Đây bên trong này. Bên trong của nó đây nhá. Đây là bên trong. Đây là bên ngoài nhá. Bên trong như bên ngoài luôn, may cực kỳ đẹp luôn. Đây là bên trong này. Đây bên ngoài này. Ai không mua nhanh thì hết nhá, thực sự em còn rất là ít luôn ý. Em còn rất là ít luôn nhá. Ai lấy Adidas thì comment Adidas nhá. Ok, Lile lấy xanh nhá, 85k nhá. Ok, Lile lấy xanh 85k nhá. Đây. Ai lấy xám nhá, comment xám nhá. Bộ Adidas 65k nhá. Ai lấy đen comment đen nhá, 65k nhá Adidas. Em bao chất luôn. Riêng mấy cái này em bao chất luôn. Đây. Mấy cái bộ này em bao chất luôn, nhận không ưng trả hàng thoải mái nhá. Tại vì nó là cái hàng quá rẻ rồi mọi người ạ, thực sự luôn, nó là quá rẻ luôn rồi. Vì em đang bán xả cái hàng hè nên là quá rẻ, mọi người không nhanh mua ấy. Thì chả còn, mà giờ nó cũng đang chưa lạnh lắm. Mọi người mặc đi chơi, đi ngủ hoặc là đi thể dục, thể thao thoải mái luôn. Áo kiểu à, ok nhá. Ok áo kiểu nhá, em sẽ like áo kiểu cho mọi người nhá. Đây. Ai lấy bộ comment bộ nhá, 85k một bộ rẻ hơn cho luôn, em nói thật.
ở chợ không bao giờ có cái giá này luôn. Ở chợ mọi người đi mua mấy cái bộ đều đều nhá. Ở chợ em nói thật, mọi người đi mua mấy cái bộ đều đều nhá. Thà mọi người bỏ tiền ra mua mấy cái chất như thế này này, chẳng qua là mất ship thôi, nên mọi người chắc em nghĩ là mọi người tiếc ship nên là mọi người không mua. Thực sự là cái ship nó rất là rẻ, chả đáng gì luôn. Mọi người mua ba cái áo chia ra một cái áo ship 35.000 thì một cái áo chỉ có tầm 7-8.000 một cái thôi, tính ra tiền ship thôi mà cực kỳ rẻ. Mọi người ra chợ mua không bao giờ được mấy cái đồ ấy luôn. Ok, chờ em một chút em sẽ mặc thử quần le nhá. Hơi lòa đúng không mọi người, hơi lòa đúng không? Bình thường bây giờ mọi người cứ đòi mua mấy cái đồ rẻ rẻ. Thực sự đồ rẻ nhà em cũng có. Thực sự mấy cái áo kiểu trắng bao nhiêu à? Kiểu trắng nào chị Linh Anh ơi? Thực sự mấy cái đồ rẻ nhà em cũng có. Đồ rẻ nhà em cực kỳ nhiều luôn. Đồ rẻ nhà em cực kỳ nhiều. Nhưng vấn đề là thực sự là mọi người bỏ cái tiền này ra, thà mọi người bù thêm 20-30 nghìn để mua mấy cái chất đẹp hẳn. Bù thêm 20-30 nghìn để mua mấy cái chất đẹp hẳn như thế này. Đây, bình thường em sale cái chất đẹp như thế này nhá, cũng chỉ có 99.000 một cái thôi. Cũng chỉ có 99.000 một cái thôi mà mọi người tự dưng bây giờ bình thường em bán mấy cái, ví dụ cái chất xấu hơn một chút đi, bán 7-80 đi, thì thà mọi người bỏ tiền ra mua mấy cái chất này mặc này, có phải sướng hơn không? Vừa đẹp mà nhìn nó vừa sang. Thực sự là người ta nói là đúng là người đẹp vì lụa. Mọi người mặc cái bộ quần áo đẹp lên nhìn nó cũng sang chảnh, nhìn nó cũng khác hoàn toàn là những cái bộ quần áo ở ngoài chợ luôn. Nhìn nó nhăn nheo hoặc là nhìn cái chất nó không đẹp thì người ta cũng đánh giá luôn, em nói thật. Bình thường mọi người thà bỏ thêm 20-30 nữa hoặc bỏ thêm 10.000 nữa mua hẳn một cái bộ đẹp đẹp mà mặc. Đó, em nói thật luôn. Riêng những cái giá này em đã sale cực kỳ rẻ rồi nên mọi người tranh thủ mà mua không trả còn. Mọi người bình thường ra chợ cũng chả mua được cái dáng nào mà nó rẻ như thế này mà đẹp như thế này luôn, em nói thật. Ok, bò cọc cao nhé. À bò cọc cao ấy, bò cọc cao em sợ không còn rồi. Em không còn size rồi, rắn độc ạ. Hôm nay em bán áo len cao cấp nhé, đồng giá hết 99k nhé. Bán áo len cao cấp đồng giá hết 99k. Chất len cực kỳ dày nhé. Hôm nay em bán sale hết 99k nhé. Em bán sale lô mới là 99k hết đây. 99k hết nhé, tất cả 99k nhé. Đó, chất tất cả 99k nhá. Mọi người hôm nay em không mặc thử nhá. Hôm nay không mặc thử nhá. Những cái dáng nào cổ nó như thế này em không mặc thử nhá. Những cái dáng nào cổ rộng rộng một chút, những cái dáng nào cổ rộng rộng một chút như thế này này thì em mặc thử cho mọi người nhá. Em sale tất cả 99k, cực kỳ rẻ luôn. Em sale tất cả 99k nhá. Riêng cái dáng này là có nhà em có nhiều màu nhá. Cho em chút em đi thay cái quần. Bán quần áo mà chả bao giờ có cái gì để mặc, lúc nào cũng chỉ có một cái, một hai cái mặc đi mặc lại suốt ngày á. Quần em khách ôm, quần em thường thường là khách ôm xỉ hết rồi chị ạ. Khách người ta đến ôm hết rồi, cả nguyên dây nguyên di, nên là ít còn ít lắm. Những cái mẫu là đẹp người ta chọn hết rồi. Những cái mẫu là đẹp thường thường nhá, em sẽ ưu tiên cho những chị nào mà đến cửa hàng mua ấy, đó sẽ được lựa mẫu thoải mái đó, mà giá cực kỳ rẻ luôn. Em bán tất cả hôm nay đồng giá 99k hết nhá, 99k hết nhá. Cái này có đủ màu nhá. Màu xanh này, màu vàng này, màu nâu này, kẻ đen trắng này. Đây. Hôm nay em sale tất cả nhá, em sale tất cả 99k hết luôn, chất cực kỳ đẹp luôn. Riêng mấy cái hàng này hôm trước có chị nhận hàng rồi, bảo là ôi hàng em bán rẻ mà đẹp thế. Thực sự nó rẻ thật, em thật sự luôn. Em nghĩ là bán ở shop nhá. 99k nhá. Em sale hôm nay em sale tất cả 99k, đồng giá tất cả 99k hết nhá. Thực sự là em bán ở shop nhá. Giá hoàn toàn khác đây luôn. Em không hiểu sao bán trên livestream rẻ như thế này. Thứ nhất là em ưu tiên cho mọi người đã mất công chia sẻ livestream cho em, nên là em sẽ ưu tiên bán giá ưu tiên đó. 99k nhá. Em sale tất cả 99k nhá. Cái này có đủ màu nhá mọi người ơi, cái này có đủ màu nhá. Ai lấy màu nào comment, ai lấy kẻ đỏ comment kẻ đỏ nhá. Ai lấy kẻ trắng nhá, đen trắng comment kẻ đen trắng nhá. Đây, cái này có hai màu này. Cái này xinh ơi là xinh này, chất dày kinh khủng. Cái này chất dày lắm ấy. Đỏ em vừa mặc rồi. Cái đỏ này còn đúng một em này. Mấy màu nâu kia còn nhiều. Cái đỏ. Thực sự em rất thích màu đỏ nhá.
hôm nay phải nhẹ nhàng thôi, tại vì cái đấy em hơi hơi đau. Cái này em đang mặc áo bên trong nó hơi 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 thô một chút, tỏ đi nhá. Dáng cực kỳ rộng luôn này. Mà nó là len cực kỳ đẹp luôn, đây, len đây mọi người. Len đây. Cực kỳ đẹp, em phải giơ gần cho mọi người nhìn, chất cực kỳ đẹp luôn. 99k nhá. Ai lấy comment cho em 99k đỏ, kẻ đỏ nhá. Em sale nhanh sale rẻ luôn. Sale tất cả 99k nhá. Hôm nay em like toàn đồ đẹp nhá. Hôm nay em like toàn đồ đẹp cho mọi người nhá. Hôm nay em like toàn đồ đẹp cho mọi người nhá. Đây. 99k nhá, 99k chữ nhá. Ai lấy chữ comment chữ nhá. Ai lấy chữ trắng này, comment chữ trắng này. Cái này mặc nó đẹp này, nhưng mà nó cao cổ mà không mặc. Hơi đau. Hôm trước lạnh lạnh một phát là khách đến mua cái này đông hơn là đông. Cái này xinh này, màu đen xinh nhất này. Ai lấy chữ đen comment chữ đen 99k nhá. Chất dày kinh khủng. Có ai thích len bông không? Có một em len bông sale rẻ luôn 99k. Kiếp nặng thế, gãy cả tay. Áo dạ ai à, ok nhá, đây nha, len bông nhá. Len bông nhá. Sale luôn 99k, rẻ cực kỳ luôn. Mà đẹp cực kỳ luôn. Lặng lắm ấy, lặng kinh khủng luôn. Này. Bông này, len bông nhá, dày kinh khủng khiếp. Em phải treo vào mắc gỗ được mọi người biết rồi đấy. 99k nhá. 99k nhá, ai lấy len bông comment len bông nhá. Đây, len bông đây. Ai lấy len bông comment len bông 99k nhá. Chờ em một chút, em tìm mấy cái mẫu đẹp đẹp em like cho mọi người. Chờ em một chút. Ai lấy váy comment váy nhá. Ai lấy váy comment váy nhá. Váy nâu 99k nhá. Váy sữa 99k sale đồng giá luôn. Hôm nay em sale đồng giá luôn cho nhanh. Hôm nay em sale đồng giá luôn cho nhanh. Đấy. Hôm trước em bán 150 đấy, hôm nay em bán 199k. Mọi người tranh thủ mà mua đi, không trả còn đâu. Mọi người không tranh thủ mà mua đi chắc trả còn đâu. Len bông ok, len bông của rắn độc. Khiếp nặng kinh khủng khiếp ạ. Đây nhá. Ai lấy váy comment váy 99k nhá. Em sale hết 99k luôn cho nhanh nhá. Đây, ai lấy váy đen comment váy đen xẻ nhá. Xẻ nhá. Ai lấy váy đen comment váy đen xẻ nhá. 99k luôn. Gen đây, sale 150 giờ sale 99k luôn. Ai lấy gen comment gen 99k luôn. 99k nhá. Đây. Tất cả 99k. Hôm nay sale cực kỳ rẻ mà nhanh. À cái váy đỏ là để em mặc. Sale rẻ có tiếc. Ok, rắn độc váy nâu nhá. Ok, rắn độc váy nâu. Chất sờ sướng luôn. Đây. Ai lấy đen nhá. Ai lấy đen nó là dáng suông nhá. Nó là dáng suông nhá. Dáng suông nhá. Cực kỳ đẹp luôn, 99k luôn. Ai không nhanh chả còn. Hôm trước em bán 150 đấy. Hôm trước em bán 150 đấy. Hôm trước váy em bán 150 giờ em sale 99 đồng đá hết nhá. Tranh thủ vào mua nhá, không mua thì chả còn đâu. Ai lấy đen comment đen nhá. Đây. Ai lấy váy trắng comment váy trắng 99k nhá. Ai lấy váy trắng comment váy trắng 99k cho em nhá. Đây, tiếp một em váy trắng. À thôi cái này đắt, để lại. Cái hàng này hàng đắt này. Bán 380 sale 99k. Tiếc quá nên thôi. Đây, ai lấy xanh comment xanh kẻ này. Ai lấy kẻ xanh comment kẻ xanh 99k. Em like nhanh nhá. Em like nhanh để hôm nay like được nhiều mẫu. Hôm nay em like nhanh để like được nhiều mẫu nhá. Like áo len là ok, chờ em một chút còn có mấy màu váy nữa thôi. Chờ em chút còn mấy màu váy thôi. Đây nhé. Baby doll nhá, xinh cực, mặc cái này yêu cực kỳ luôn. Bầu này. Ai mà tầm tầm béo bụng một chút đi, to bụng một chút chứ em này hay mặc những cái dáng baby như thế này. Dáng baby doll như thế này nó dễ mặc. Đây nhá, 99k sale luôn. Đây nhá, đây là có màu vàng này. Màu xanh này. Đó, ba màu nhá. Ai lấy màu nào comment cho em 99k, quá rẻ luôn. Không nhanh chả còn. À đau quá. Áo này để em like len nha mọi người. Đứng thế này cho nó dễ nhìn. Đây, áo cô gái. Áo cô gái nhá. Đây, chất cực kỳ đẹp. Len đây. Len đây. Đằng sau đây. Đằng sau trơn nhá. Cờ lớp tốp. Nó là dáng cờ lớp tốp nhá. 89k nhá. 89k nhá. 89k cô gái nhá. Ai lấy áo cô gái comment áo cô gái nhá. Hai màu nhá. Em like rất là nhanh nha mọi người. Em like rất là nhanh nha mọi người ơi. Cho em cái. Cho em coi cái. Loe. Cái gì ạ? Tâm đô lan xem quần ống loe đúng không? Tâm đô lan xem quần ống loe đâu. 89k nhá. Ai lấy. Đây. Mọi người nhìn này. Mọi người nhìn tem mác này. Này. Đó. Mọi người biết. 89k nhá.
ai này nâu comment nâu cô gái, ai này đen comment đen cô gái, chất cực kỳ đẹp. Ai nhận cái hàng này rồi nhớ comment cho em nhé, nhớ comment cho em nhé. À đây, hôm trước còn một chị lấy cái này nhưng mà em xả ra rồi vì có một sản phẩm em không gửi. Bảy baby doll em vừa like rồi mọi người ơi, vừa like rồi chị ơi. Áo đỏ, áo đỏ, áo đỏ vừa dơ. Đây à, áo đỏ này em không bán để mặc, chả có cái gì để mặc. Mà áo đỏ này em không thích màu đỏ đâu cơ. Đây nha, ai này nâu comment nâu nhá, chất cực kỳ đẹp. Em bao chất. Riêng những cái hàng nói em bán 99k là em bao chất hoàn toàn, nhận không ưng trả hàng nhá. Em nói lại một lần nữa nhá, riêng cái hàng nào em bán 99k em bao chất hoàn toàn, nhận không ưng trả hàng. Mọi người cầm cái chất 99k nhưng em khác hoàn toàn về cái chất khác luôn. Không phải, thật sự em không có cái áo nào để mặc ấy. Em không có cái áo nào để mặc, em hết sạch rồi. Nên là thi thoảng để một hai cái này mặc. Đi chơi giờ không có cái nào mặc luôn ý. Đây nhá, nâu nhá, ai này nâu comment nâu 99k nhá. Cái chất này em bao chất luôn, thực sự luôn. Mọi người cầm cái mấy cái chất 199k nhé em, 100k nhé em. Đi so với cái chất 300-400 đi, em đảm bảo luôn, mọi người phê luôn. Mọi người cứ thử đi. Đây nhá, 89k trắng nhá. 89k trắng nó hơi tua tua tí, nhiều người hơi khó mặc, em siêu rẻ luôn 89k. Không thích thì đóng thùng vào thoải mái. Cái này em mặc rồi đấy. Cái này có cái livestream em mặc rồi đấy, 89k nhá. 89k trắng nhá. Nâu Kiều Trinh à? Chị Kiều Trinh cho em xin số điện thoại nhá. Kiều Trinh cho em xin số điện thoại nhá. Mọi người ơi, mọi người cố gắng chốt đơn cho em xin số điện thoại nhá. Ai chắc chắn lấy hàng ấy, ai chắc chắn muốn lấy thì cho em xin số điện thoại để buổi sáng em chốt đơn cho mọi người ấy. Đó, để em có gì em liên lạc với mọi người ấy. Thì mọi người cố gắng cho em xin số điện thoại nhá. Có số điện thoại em mới chốt đơn nha mọi người ơi. Cố gắng cho em nhá. Cũng chả mất thời gian mọi người lắm ấy, thì mọi người cố gắng comment cho em cả xin cả số nhá. Em ở Hà Nội ạ. À. Em ở Hà Nội nhá. Đây 89k trắng nhá, 89k trắng chất đây. Em phải dơ gần cho mọi người nhìn chất 89k trắng nhá. Baby doll. Váy baby doll đi nhá. Đây nhá, ba màu nhá. Ba màu nhá, hồng nhá. Hồng này, vàng này, xanh này. Em like nhanh nha mọi người ơi, em like nhanh nhá. Thực sự là hôm nay em rất là nhiều quần áo, em chưa like nên là em like nhanh cho mọi người. Vàng bò là cái gì nhỉ chị Hưng Đoàn. Chị Hưng Đoàn lấy vàng bò là màu nè, là màu nâu bò đúng không chị? Là màu nâu bò đúng không ạ? À? 99k nhá, em sale đồng giá tất cả 99k nhá. Tất cả 99k nhá, sơ mi hàng cao cấp em bán 300-400 em sale hết 99k. Sale tất cả 99k nhá. Đây nhá, ai lấy cho em xin số điện thoại nhá. Những chị nào có đơn bên em rồi thì không cần số điện thoại nữa, nhưng mà những chị nào khách mới thì cố gắng cho em xin số điện thoại ấy. Nó không mất nhiều thời gian của các chị đâu, nhưng mà ý là mai em chốt đơn ấy, thực sự là mất là nhiều thời gian nếu mà em không có số điện thoại đó. Nên là ai mà thực sự muốn lấy hàng thì cho em xin số điện thoại nhá, em sẽ like nhanh cực kỳ nhá, em sẽ like nhanh cực kỳ nhá. Ai nếu mà muốn lấy thì mọi người cứ từ từ, mọi người cứ từ từ comment cho em đủ số điện thoại nhá, đủ số điện thoại em mới chốt nhá. Đó, ai thực sự muốn lấy nhá, em sẽ like nhanh, nhưng mà mọi người cứ từ từ comment cho em, tại vì hàng em có, hàng em còn nhá. Đó, 69k trắng nhá, 69k trắng nhá. Ai lấy trắng comment 69k trắng nhá, cho em xin cả số điện thoại nhá. 69k trắng nhá, ai lấy trắng comment cho em cả số điện thoại. Đây nhen, đây mấy cái dáng rộng rộng nhà em thì tầm đây nhá, như những cái dáng này thì tầm là 50 cân đổ về, như những cái dáng rộng rộng như thế này này thì tầm 60-65 cân đổ về thoải mái nhá. Những cái giá như thế này tầm 50 cân đổ về nhá. Trắng 69k nhá. Trắng 69k. Chị ơi, váy 99k nhá. Váy em sale 99k nhá. Tất cả nhá. Như những cái dáng rộng rộng như thế này, chất đẹp như em sale tất cả luôn 99k. Đây rộng cực kỳ, 60 cân đổ về mặc vừa thoải mái, 99k hết. Đây một em len này. Một em len đen nhá. Một em len đen chất đẹp nhá. Đây hàng hiệu luôn. Toàn hàng hiệu luôn. Đây. Đây, đang bán với giá là 199 nhá. Em đang bán với giá 199, sale luôn 99, sale một nửa luôn. Sale một nửa luôn đây, đang bán với giá đây. Giá đây mọi người nhìn rõ không? Mọi người có nhìn rõ giá không? 199 nhá, sale rẻ luôn 99k. Sale rẻ luôn 99k, cực kỳ đẹp, em bao chất luôn. Em bao chất luôn. Thu Hiền lấy màu nào comment cho em nhá. Thu Hiền lấy màu nào comment cho em nhá. Thu Hiền nhớ cho em xin số điện thoại luôn nhé. Ai lấy đen comment đen nhá. Ai lấy đen vừa xong comment đen nhá. Đây, một em đen tiếp nhá.
Một em đen nhá. Đây cái em này thì bèo 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 ở dưới này, xinh cực. Đây. Nen lông luôn, chất cực kỳ xinh luôn. 99k luôn, 99k luôn cho đẹp luôn này. Đấy xinh chưa? Tay yêu chưa? 99k nhá. 99k đen. Ai này đen mã 01 comment 01 cho em nhá. Ai bày mã lại comment 01 cho em. Đây một em nâu 89k nhá. Ai nấy nâu comment nâu 89k cho em. Ai nấy nâu comment nâu 89k cho em. Cái này có màu nâu này đấy nhá. Cái này có màu nâu này nhá. Màu nâu nhạt rồi nhá. Ai nấy nâu nhạt comment nâu nhạt 89k cho em. 89k nhá mọi người. À đỏ đây, một em đỏ cao cấp đây. Một em đỏ cao cấp đây. Một em đỏ cao cấp đây. Ok, chờ em tí. Chờ em một chút nha, em dơ lại. Đây nhá, một em đỏ cao cấp nhá. Một em đỏ cao cấp nhá. Đây, một em đỏ cao cấp nhá, 99k nhá. 99k nhá, xinh cục. Nếu mà mũi em không đau thì em mặc thử cho mọi người đấy. Mũi em không đau thì em mặc thử cho mọi người đấy. Nhưng mà mũi em hơi đau quá. Em lười mặc quá, đỏ này, xinh cực kỳ, nen này. Ai nhận hàng nhà em rồi thì biết nhá. Ai nhận hàng nhà em rồi thì biết nhá. Vừa rẻ mà lại vừa đẹp đây. 99k nha mọi người ơi. Em sale tất cả 99k nhá. Những cái dáng nào rẻ tiền hơn thì em sẽ nói nhá. Còn đây tất cả em sale 99k nhá. Đỏ 99k nha. Ai lấy đỏ comment đỏ 99k cho em. Đây một em này. Cũng hàng hiệu luôn, 99k đỏ luôn. Ai lấy comment đỏ hoa cho em nhá. Vì tay nó là hoa này. Tay cực kỳ xinh. Ai lấy đỏ hoa comment đỏ hoa cho em nhá. Ôi, làm gì tới 10 ngày? Làm gì tới 10 ngày hả, béo Phan? Làm gì đây nhá, ai lấy đỏ cơ mình đỏ. Làm gì tới 10 ngày hả, béo Phan? Chắc mới được tầm 5 ngày thôi à. Tại vì nó vướng 2 ngày cuối tuần nên là chưa nhận được hàng rồi. Nó vướng 2 ngày cuối tuần nên là chắc chưa nhận được hàng rồi. Chắc chưa được 10 ngày đâu. Đây nhá. Em sẽ sale lại mẫu này nhá. Còn đúng một em nhé, còn sót một em. Đây, ở dưới là một cái vải ren nhé, vải von nhé. Đây, trắng nhé, cao, trắng cổ 3 phân nhé, chắc chả được 3 phân đâu, chắc 2 phân. Chắc cổ này 2 phân này. Đây nhá, 99k nốt. Trắng len bông nhé. Trắng len bông nhá, tay đây, xinh ơi là xinh luôn. Xinh ơi là xinh thôi. Đây chưa, mọi người thấy không? Xinh cực kỳ luôn. Cảm ơn Thanh Anh nhá. Em béo mà. Đây nha, một cái khoác này nhá. Hôm trước còn em xả ra một chị này. Vì chị đấy ấy quá, vì chị đấy mà không vừa. Em xả ra luôn nhá. Đây nha, len bông nhá. Len bông nhá. Mọi người nhìn có rõ len bông không ạ? 99k luôn, 99k luôn. Đó là len bông nhá. Đây này. Đó là len bông nhá. Ai lại rắn độc lấy khoác này được còn gì. Rắn độc lấy khoác này rồi. Rắn độc có khoác này rồi nhá. Đây đó là len bông nhá. Len bông nhá. Rắn độc có khoác này rồi nhá. Này nữa thì comment nhá. Này nữa thì comment ok cho em nhá. Khoác nhá. Cái này cực kỳ len bông, cực kỳ đẹp luôn. Rắn độc mà này nữa thì comment ok nhá. Chứ rắn độc có khoác này rồi. Sang bên này nay áo cho bên này nhá. Ok, rắn độc lấy à. Em sang bên này nay áo bên này cho mọi người nhá. Bên này có vẻ sáng hơn đấy nhỉ. Đây nhá. Đồ ngủ em có nhá. Mai em lai đồ ngủ nhá. Em thực sự là đồ ngủ về rồi nhưng mà em vẫn chưa làm hàng được. Có áo phao nhá, áo phao đây. Áo phao áo dạ đây nhá. Áo phao áo dạ đây nhá. Thực sự là bộ ngủ nhá, em về rồi nhưng mà em chưa có thời gian lai mọi người ạ. Thực sự là em chưa có thời gian mà gỡ ra, có mỗi mình em ý. Vừa làm đơn buổi sáng rồi buổi chiều.
bán hàng xong rồi buổi tối lại like, chưa có thời gian luôn ấy, thực sự là em chưa có thời gian gỡ đồ ra để mai nhá. Mai có người làm thì em sẽ gỡ đồ ra em like cho mọi người nhé. Cho em xem cái đầm đen pha phía sau. Bộ đồ ngủ rẻ thôi, bộ đồ ngủ cao cấp của nó cũng chỉ có tầm 120 thôi. Mà ví dụ như bộ Adidas thì cũng chỉ tầm 120 là căng thôi. Em sale rẻ lốt cho mọi người luôn. Ok, cho em một chút nhá, 99k hồng nhá. 99k hồng nhá, chất cực kỳ đẹp luôn. Này, chất này, 99k hồng nhá. Cái màu này có cái màu xanh nữa này. Màu xanh nữa nhá mọi người, đây xanh đây. Ai lấy hồng, ai lấy kẻ hồng, comment kẻ hồng. Ai lấy xanh, comment xanh. Có bộ lụa nhá, bộ lụa nhà em về hai bộ lụa nhà người em về ba màu, màu đen thì khách lấy hết rồi, màu đen thì khách xỉ lấy hết, không còn dư một bộ nào hết à. Còn có bộ lụa có màu màu xanh này với màu hồng, có màu xanh màu hồng nhá mọi người, xanh than ấy, cái xanh đen đen cũng như là màu ấy, bộ lụa có nhá, mai em like nhá. Lụa chắc rẻ, lụa em chưa xem giá nhưng mà chắc rẻ, chắc cũng đắt nhất thì cũng chỉ tầm 120 thôi, chứ còn không toàn tất cả 99 hết à. 99k nhá. Ai này đen comment đen 99k nhá. Cái này tua tua ở dưới nhá mọi người, tua tua ở dưới nhá, tua tua ở dưới nhá. Ai không thích cái đóng thùng nhá, 99k đen. Em like cực kỳ nhanh cho mọi người nhá. Ai cũng lựa được mẫu à. Hình như hôm trước em về một cái quần bò nhưng mà em chưa like cho mọi người ấy. Em về một cái quần bò nhưng em chưa like cho mọi người. Đây nhá. Ai lấy màu này, ai lấy dáng này comment 002 cho em nhé. 02 nhé, có 3 màu nhé. 02 có 3 màu nhé. Đây là một màu này. Màu này xinh này. Màu này mặc màu rêu, mặc cực kỳ lạ luôn. Cái này mọi người mặc hở vai cũng được. Nhưng mà cái dáng này đây, mọi người mặc hở vai một chút cũng được. Đây, cái dáng này nhé. Có 3 màu nhé. Ai lấy màu nào comment cho em nhé. Ai lấy xanh ra trời comment xanh ra trời. Ai lấy xanh... xanh này xanh lá đi, em đặt là xanh lá nhá. Ai lấy màu sữa comment sữa cho em nhá. Mọi người thích quần à, mọi người thích quần à, mọi người thích quần à, ok em sẽ like quần. Xin chờ em một chút, em like lốt cái lồng len bên này á, mất công sang bên này rồi, này phải sang bên kia. Em like quần nhá, chờ em chút em like quần cho mà xem. Thực sự quần nhà em thì cũng chỉ còn mấy cái mẫu đấy thôi, thì cũng chỉ có loe này, trắng này, xước này, rách này, quần baggy này, quần baby doll các thứ này. Em lấy một chiếc váy hồng baby doll nhé. Ok Thu Hiền nhá. Thu Hiền inbox cho em địa chỉ luôn nhé. Thu Hiền inbox cho chị địa chỉ luôn nhé. Đó, ai nhận hàng của em rồi thì biết ạ. Mọi người nhận hàng em không tin là em bán 99k cơ, vì quá rẻ luôn, thật sự luôn. Mọi người bình thường mua cái mấy cái chất như thế này á, toàn đắp tiền thôi, những cái dáng rộng rộng như thế này làm gì có chuyện. Đây nhá, rộng rộng nó là hàng chợ này, hàng là mấy cái hàng vải bằng bóng các thứ ấy. Nhưng đây là len nhá, đây là len cao cấp nhá. Nó không phải là cái len dày dày nhưng mà nó len cao cấp. Đây này, nó là len cao cấp, cực kỳ đẹp luôn, 99k dáng rộng. 99k dáng rộng nhá. Em like qua mấy mẫu cho mọi người nhá. Ai thích cái ai cứ, mọi người cứ suy nghĩ ai thích mẫu nào thì cứ chụp màn hình gửi cho em nhá. Còn thì em sẽ gửi cho mọi người nhá. Đây, một em len này nữa này. Cái len này hôm trước để này mặc này. Em sale tất cả 99k chị nhá. Ai lấy màu nào comment cho em nhá. Ai lấy xanh này comment xanh này cho em này. Ai lấy sữa này. Ai lấy sữa comment sữa nhá. Đây, ai lấy sữa comment sữa em vừa mặc đấy nhá. Ai lấy nâu comment nâu nhá. Đây, ai lấy nâu comment nâu này. Cái màu này có trắng nữa nhá mọi người ơi, có trắng nữa nhá. Trắng như ngọc trinh luôn. Trắng nhá mọi người, đó, ai lấy màu nào comment cho em. Tất cả 99k có cả màu đỏ nhá. Ây da. Có cả màu đỏ nhá các chị ơi. Vàng vàng vàng, 99k len bông. Len bông len bông, len bông len bông. Len bông len bông nhá, 99k vàng. Ai không nhanh thì chả còn. Cái này không còn hàng mà bán này. Cái này còn đúng một em này. Len bông à, xinh ơi là xinh. Len dày kinh khủng khiếp luôn. Vàng nhá. Vàng nhá. Kiều Trinh lấy vàng à. Ok, Kiều Trinh cho em xin số điện thoại nhá. Kiều Trinh cho em xin số điện thoại nhá. Ôi vàng xinh lắm. Kiều Trinh cho em xin số điện thoại nhá. Thực sự là em rất thích màu đỏ luôn, cái gì em cũng thích màu đỏ với màu vàng, chả hiểu vì sao, đồng bóng bạn không biết.
đây Kiều Trinh nhá. Đây đỏ nhá. Ôi. Trên rồi, nước mũi chảy rồi. Ốm thật rồi. Đỏ nhá. Ai lấy đỏ comment đỏ 99k nhá. Ai lấy đỏ comment đỏ 99k. Xinh cực. Này. Cái nét này cực kỳ đẹp luôn. Mọi người cực kỳ đi đâu mà cực kỳ hiếm khi mua được những cái nét này luôn. Mặc không bao giờ bị dặm mà mặc cực kỳ thích luôn. Mặc cực kỳ sướng luôn. Ok Kiều Trinh nhá, inbox của chị địa chỉ nhá. Áo này đẹp lắm này, áo vàng đẹp lắm, chất dày kinh khủng khiếp. Này. Chất dày kinh khủng khiếp luôn. Áo này chị định để lại mặc đấy chứ. Nhưng mà nhiều màu vàng quá rồi, nhiều màu vàng quá rồi. Nên là để một cái màu đỏ lúc nãy này mặc. Thế thì Kiều Trinh cứ gửi địa chỉ cho chị nhá, gửi địa chỉ cho chị nhá. Mai chị cứ gửi hàng nhá. Chút nữa chị nhắn tin cho. Rồi chị mai chị gửi hàng. Còn ai muốn xem gì được không nhỉ? Vàng hết rồi, vàng còn đúng một cái đấy. Khách hôm trước ôm lô ấy còn đúng một cái ấy, là lấy hết sạch rồi. Xem kiểu màu kem chị ok màu kem nhá. Chị cứ đi cả giáp vào xem mẹ. Ok kem nhá. Ok phao nhá, chờ chút em lấy phao cho mọi người nhá. Chờ chút em lấy phao cho mọi người nhá. Ai lấy kem comment kem nhá. Ai lấy kem comment kem nhá. Mờ quá mọi người, em xem lại mạng nhá, em xem lại mạng nhá. Mọi người nhìn Bích Trâm váy đen em ơi à? Ok, váy đen em vừa like được một lúc rồi, váy đen em vừa like rồi. Tất cả 99k nhá. Váy này, hôm nay em sale tất cả 99k nhá. Váy len này, váy len về áo em sale tất cả 99k nhá, cho rẻ nhá, cho nhanh nhá. Đây mà hàng mới về đấy, hàng mới về đấy, em sale rẻ luôn 99k. Ok, em sẽ live phao. Nét chưa mọi người, nét chưa mọi người ơi. Nét chưa à? Mọi người nhìn cái mũ của nó này. Mờ quá mọi người ơi, có mờ quá không? Có mờ quá không ạ? Nhìn nét chưa mọi người ơi, nét chưa mọi người ơi? Nét chưa ạ? À? Nét chưa thì comment cho em nhé, để em biết nhé. Mờ quá ấy ạ? Mạng chán thế nhở? Nét chưa mọi người? Đây nha. Một cái áo phao đây nha, mọi người nhìn cái lông của nó nhá. Mọi người nhìn cái lông của nó mọi người biết nhá. Đây, cái lông của nó này xịn chưa? Xịn chưa? Có bộ em có bộ dài thì mai em like nhá. Mọi người kết bạn với em mai em like nhá. Bộ dài mai em like. Đây. Ôi nóng luôn ý, kinh khủng khiếp luôn. Nóng luôn ý. Đây nhá. Phao này phao xịn cao cấp nha. Em đang bán ở shop là 520. Em sale rẻ luôn 320. Em sale rẻ luôn 320 nha. Em đang bán ở shop 520 nhá. Giá đâu rồi? Ở đằng sau này có giá này. Sau này có giá này. Em đang bán ở shop 520 nhá. Sale rẻ luôn 320. Cái này có 2 màu phao nhá. Phao này có 2 màu. 320 nhá. 520 em siêu rẻ còn 320 nhá. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Lông. Chị đi cả giày vào chị ơi. Dạ. Đây nhá, ai lấy phao đen comment phao đen cho em nhá.
có kiểu dài nhá, có cả phao dài nhá, đây nhá. Mọi người nhìn cái lông của nó mọi người biết nhá, nó là phao xịn thôi nhá. Đây mọi người nhìn cái lông của nó là mọi người biết. Cực kỳ đẹp luôn. Có xanh nhá, có xanh nhá. Có xanh nhá. Có hai màu. Có hai màu nhá. Đó, mặc xong nóng quá. Có nhá, em có nhá chị Cherry nhá. Em có sơ mi nhá, sơ mi xem nhá. Đây nhá. Đây nhá, áo phao to cực kỳ luôn. Cái này em phải đi giày thì em mới mặc nó mới đẹp được. Cái này đi giày bệt thì mà không đẹp, riêng cái phao này phải đi cao gót mới đẹp. Còn ai muốn xem gì nữa không? Còn ai muốn xem gì nữa không ạ? À? Còn ai muốn xem gì nữa không em sẽ like. Rồi em nhìn thấy cái gì này, em like cho mọi người nhá. Em nhìn thấy cái gì này, em like cho mọi người nhá. Ơ hơi lóa nhỉ. Sao tự dưng lóa thế nhỉ? 99k nhá mọi người ơi, 99k nhá. 99k khoác ngoài nhá. Nó là len xốp nhá, bông xốp nhá. Bông xốp nhá, cực kỳ đẹp luôn. 99k nhá. Đây. Cái này có màu đen này nhá mọi người nhá. Màu đen này nhá, đây này. Có cái màu này này, em không kéo được nó cao quá đây. Nó có màu này nhá. Màu đen này. Màu xanh này, hoa xanh nhá. Quần đi ok cho em chút, đây có hai màu, có ba màu nha. Đây là màu đen này, đây là màu xanh này và màu em đang mặc nhá, ba màu nhá. Ai lấy màu nào comment cho em 99k nhá. Chất này là chất bông xốp này, chất xốp nhá, em bao chất luôn. Chất này là chất xốp nhá, 99k nhá. Chả bao giờ mọi người đi đâu mà mua được mấy cái áo này mà giá rẻ luôn, 99k luôn, cực kỳ rẻ. 99k nhá. Đây, nhận hàng nhà em rồi. Hôm trước có khách nhận hàng nhà em rồi cứ khen chất này thích luôn. Ai lấy comment cho em nhé, ai lấy comment cho em nhé. 99k. Sumi à? Em lai quần nhá, em lai quần nhá. Lai quần nhá, lai quần hay Sumi à? Mọi người thích quần hay Sumi à? Mọi người thích quần hay sơ mi mọi người ơi? Mọi người thích quần hay sơ mi? Mọi người thích quần hay sơ mi à? Mọi người thích quần hay sơ mi em sẽ like nào. Mọi người comment đi. Mọi người có thích cardigan không? Mọi người có thích khoác cardigan không ạ? À? Mọi người có thích cardigan không? Mọi người có thích cardigan không nhỉ? Em sẽ like cardigan cho mọi người. Quần baby à? Like áo à? Em sẽ theo số đông nhá. Em sẽ theo số đông. Mọi người thích gì thì em sẽ theo số đông nhá. Mọi người comment đi, thích gì em sẽ like theo số đông. Tại vì nhiều chị cũng thích quần ấy, mà nhiều chị cũng thích áo ấy thì em sẽ theo số đông ấy. Thì mọi người cứ comment đi, em sẽ like theo số đông nha mọi người. Đây nhá, áo lụa nhá. Áo lụa nhá, áo lụa nhá. Áo lụa nhá. Áo lụa nhá, đây em sẽ dơ mấy kiểu sơ mi nhá. Em sẽ dơ mấy kiểu sơ mi hàng hiệu nhá. Đây, lụa nhá. Riêng cái hàng lụa này nhá, mọi người nhận không ưng trả hàng nhá. Riêng mấy cái hàng lụa này, hàng cao cấp này nhá. Cái nào em bảo cao cấp mà mọi người nhận không ưng trả hàng thoải mái nhá. 1.093.000, em sale rẻ luôn. Đó. Nó là lụa luôn, nó là lụa cao cấp luôn mọi người ạ. À. Không phải là mấy cái hàng phi bóng đâu nhá. Mấy cái chất như này mà mọi người mặc hàng phi bóng á, mặc thật sự là không thể yêu được luôn. Mọi người phải mặc lụa nó mới nên dáng được, nó mới đẹp được. Cái này về mọi người ủi đi nhá. Đây em mới bỏ túi ra hôm kia này, nó vẫn còn lép gấp này. Cái lụa này phải là lên nó mới đẹp. Đây nhá. Cái này phải đóng thùng mới xinh. Cái này có cái lai em mặc rồi đấy. Cái này có cái lai em mặc rồi đấy.
Cái này lụa thực sự đẹp cực kỳ luôn mọi người, mà cái này nhìn sang chảnh luôn. Cái này mà ai cao cao một chút mà mặc quần quần dài ấy, cái này mặc quần vải mà đi giày đi dép cao một chút ấy, đóng thùng cực kỳ sang chảnh luôn. Lụa này xịn luôn nhá, cái này lụa xịn luôn. Thực sự là cái áo rất là kén người mặc, cái áo này rất là kén người mặc. Ai mà thực sự thích cái kiểu lụa lụa này này mới mặc được thôi, chứ bình thường cực kỳ kén người. Mặc 99k nhá, em sale luôn 99k. Sale đá sale đồng giá là sale luôn 99k nhá. Không nhanh thì mai em sale giá khác. Đó, đây này. Đang bán 1.093.000 này. Đó là lụa cao cấp mà mọi người. Nó có hai màu nhá, nó có hai màu nhá. Đây một em sơ mi tiếp tục này, một em sơ mi này. Quần à, ok chờ em một chút, em nai lốt mấy cái áo sơ mi rồi em sang quần nhá mọi người, cố gắng lên em tí đây. Sơ mi nhá, sơ mi. Riêng mấy cái sơ mi này mọi người nên đóng thùng, nếu mà không đóng thùng thì khoác ngoài là đẹp. Sơ mi nhá, 99k. Ai lấy sơ mi nào thì comment cho em nhá. Ai lấy lụa comment lụa, ai lấy sơ mi sữa là comment sơ mi sữa cho em. Đây. Chân váy bò nhá, em cực kỳ nhiều nhá, da hân nhá, ô phương hân nhá. Đây. Ok Thu Hiền nhá, ok Thu Hiền nhá, đây sơ mi đi nhá. Đây gen nhá, gen nhá. Gen. Sơ mi trắng em có nhá, đây gen đỏ nhá, đây gen đỏ, đây gen nâu này mọi người giặt máy thoải mái nhá. Riêng cái hàng gen nhá mọi người giặt máy thoải mái, em bao chất. Đây. Đây. Đẹp chưa? Mọi người cái này có thể mặc thành váy cũng được. Váy thì hơi ngắn một chút, nhưng mọi người đóng, em nghĩ là mọi người nên đóng thùng thì để xinh hơn. Những cái dáng gen gen này đóng thùng thì nhìn nó cao ráo, nhìn nó xinh hơn. Em like quần nhá. Sơ mi trắng em còn ít lắm, sơ mi trắng em còn ít lắm. Em like quần nhá mọi người ơi. Em like quần nhá mọi người ơi. Quần sóc 49k. Quần sóc 49k nhá. Quần sóc 49k. Đen. Đen. Mọi người nhớ kết bạn với em nhá. Mọi người nhớ kết bạn với em nhá. Để ngày nào em livestream mọi người cũng thấy nhá. Đây. Đây 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 đây. Em like quần nhá. Em like quần nhá. Em like quần nhá. Em bắt đầu like quần nhá. Mọi ai đang xem thì chấm cho em đi. Ai đang xem thì chấm cho em đi. Nó cứ bị tụt đi. Nó cứ bị tụt đi thì ai đang xem chấm cho em đi. Ai đang xem chấm cho em đi. Chấm cho em đi để em like nhá. Để em bắt đầu like nhá. Ai đang xem thì chấm cho em nhá. Để em like nhá. Em sẽ mặc một mẫu quần này cực kỳ xinh. Hôm qua mặc xong hôm nay vẫn thích mặc nữa. Chả hiểu. Thích, thực sự là rất là thích em quần này luôn. Thực sự là em rất là thích em quần này luôn. Từ lúc không... từ lúc hôm qua mặc cái quần này xong cứ bị thích cái quần này thôi. Trắng nhá. Ai đang xem thì chấm cho em nhá. Ai đang xem thì chấm cho em nhá. Ai đang xem thì chấm cho em nhá. Trắng nhá mọi người ơi. Hôm qua cứ tưởng là nó không vừa cơ, nhưng mà ai ngờ mặc xong vừa luôn. Size cực kỳ chuẩn nhá. Cái này size chuẩn nhá. Cái này em đủ size nhá. Cái này em đủ size nhá. SML nhá. 150k. Đủ size, cực kỳ xinh. Thật sự mọi người mặc cái quần màu trắng thì mọi người nghĩ nó hơi bẩn, sợ bẩn, nhưng cũng đúng. Em mặc màu trắng em cũng sợ bẩn mà, nhưng mà cái này chỉ mặc đi chơi thôi, chỉ mặc đi chơi bình thường thôi. Đó, nhưng mà chất cực kỳ đẹp. Đây này. Chất đây nhá. Nó là hàng đây này. Nó là hàng chính hãng nhá, có mã code cơ, có mã code cơ đây này. Cái mã vạch cái này được kiểm định về nhá. Cái này người ta cho xuất biên này, người ta cho xuất ở chỗ hải quan ấy. Nó cho xuất thì mới được xuất nhá, nó kiểm tra mã vạch nhá. Chuẩn hàng của nó là mới cho xuất nha mọi người nhá, chứ không phải là mấy cái hàng ấy thôi, mấy cái hàng kiểu là cấm đâu. Chất đây nhá.
tắt đây nhá. Mấy cái đồ nhà em nhá. Đây này. Mọi người nhìn đồ nhà em nhá. Có màu đen rồi chị nhá. Mọi người nhìn đồ nhà em nhá. Tất cả đều có mã vạch nhá. Cái này nó phải check đúng này thì nó mới cho về nhá. Chứ không phải là mấy cái hàng chợ đâu nha mọi người ơi. Không phải là mấy cái hàng chợ đâu nha mọi người. Đấy, mã vạch đầy đủ luôn. Mọi người check mã vạch ra luôn. Đây cũng thế này. Nó có mã vạch luôn này. Cái này nhà em nó có màu đen nhưng mà nó có dáng khác. Màu đen dáng khác. Màu đen dáng khác nhá. Màu đen dáng khác. Cực kỳ xinh. Nó hơi kén một chút tại vì nó là màu trắng. Nhưng mà thực sự rất là đẹp luôn. Nếu mà ai cần mặc cẩn thận một chút thì cực kỳ sạch và cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Em có một ít quần này sale rẻ 99k nhá. Em còn một ít quần này sale rẻ 99k nhá. 99k nhá. 99k. Đó. Chất đẹp lắm. Cái quần này mặc chất thích cực kỳ luôn. Sale rẻ luôn 99k nhá. Đây. Quần này. Đây quần nhá. Đây cho mọi người nhìn. Cho mọi người nhìn đây. Là quần xanh à, ok nhá, cho em chút. Ai lấy quần này comment cho em nhá. Ai lấy quần mọi người chỉ cần comment quần 99 là em biết nhá. Ai lấy quần 99 comment quần 99, ai lấy quần trắng comment quần trắng 150k cho em. Đây. Quần nhà em tất cả là có mã vạch hết nha mọi người. Tất cả đều có mã vạch hết nha mọi người. Cực kỳ xịn luôn. Em đang phải tìm size xem em mặc size gì cơ. Chị sợ nó không vừa mặc nên nó xấu ấy. Em nay quần xanh cho mọi người nhá. Em nay quần xanh cho mọi người nhá. Có ai thích quần rách không? 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 Cặp cao nhá. Đây cặp cao này. Đây cặp cao đây. Cặp cao này. Cặp cao thì em còn ít lắm. Nó không còn nhiều. Nó không còn đủ size. Nó còn nhưng mà nó không còn đủ size. Em lười like. Em lười like, em thích like quần nào nó có đủ size mọi người lấy cho nó dễ. Tại vì mọi người lựa nó cũng khó ấy. Đó. Đây này, rách sáng này. Rách sáng nhá. Tìm cái size này mà không biết có cái size S không. Em sợ mặc cái size này hơi rộng. Em cứ mặc thử xem nó có rộng lắm không nhé. Rộng này vì nó không phải size của em, nó không phải size của em nên là mặc hơi rộng. Like quần cho mọi người phải kia size trước cơ, nhưng tại vì hôm nay em không chủ định like quần. Cho mọi người hỏi quần nhiều quá. Này, 150k nhá. Quần 150k. Ai lấy quần xanh comment quần xanh 150k nhá. À thôi, quần này sale 145 nhé. Tại vì nó rách đằng sau này. Cái này có phải rách đằng sau không nhỉ? À đúng rồi. Sale 145 nhé, tại vì nó rách đằng sau. Hơi khó mặc, hơi kén mặc một chút. Em sale rẻ luôn 145. Cái quần này em đang mặc size không vừa nhé. Em đang mặc size không vừa nhé nên nó hơi rộng. Em đang mặc size không vừa nên nó hơi rộng. Cảm giác nó không đẹp lắm. Cảm giác nó không đẹp lắm vì em đang mặc cái quần size không vừa. Phải tìm cái quần nào size em vừa cơ em mặc nó mới đẹp. Có áo len chế vai nhá.
có len chế vai nhá. Em có len chế vai nhá. Giờ này em béo quá rồi. Giờ này em béo quá rồi. Mặc quần này size S nó còn bị chật này. Đây nhá, cái quần này nhá. Cái quần này em chỉ còn size S thôi sao? Em xem lại xem nào. À, cái quần này em còn size M với S nhá. Quần này em còn 2 size nhá. Đây, cái quần này em còn 2 size nhá. 2 size M với S. Ôi, béo quá. Chết rồi. Thằng này béo quá rồi. Còn cái này em còn 2 size MS nhé. Đây còn 2 size nhé. Còn 2 size MS. Em cao 1m55 nhé. Em có yếm bò. Em có yếm bò nhé. Em có yếm bò nhé. Em cao 1m55 thôi. Chứ là béo quá rồi, mặc quần này chật quá. Chắc em phải mặc size M thôi. Cái này phải mặc size M thôi. Em cao 1m55 thôi. Em cao 1m55 thôi. Béo quá, béo quá. Đây nhá. Cái này em còn 2 size nhá. Cái này em còn 2 size SM nhá. Ai lấy M thì comment M, ai lấy S comment S nhá. Mọi người kê size cho em nhá. Tầm như em 46 cân thì mặc vừa này. Ai thích mặc ôm bôm thì để 46 cân size S. Còn ai mà thích mặc rộng rộng 47-48 cân thì lấy size này, size M nhá. Nói chung là trên 47 cân là lấy size M cho em nhá. Vì hơi kích. Đó, 150k sale rẻ luôn, 150k nhá. Đang bán đây. Đang bán 235 đây. Sale rẻ luôn. Sale rẻ luôn. Ai lấy bộ Adidas comment Adidas cho em nhé. Ai lấy bộ Adidas comment bộ Adidas cho em nhé. 65k. Hai màu nha, màu xám màu đen. Lai len nha mọi người ơi, lai len nhá. Mặc quần bò nóng quá. Em lai len nha mọi người ơi. Em lai len nhá. Mọi người chờ em tí nhá. Em lai lốt mấy cái len nữa nhá. Em lai lốt len rẻ nhá. Em bắt đầu lai len rẻ nhá mọi người. Mọi người thích hàng cao cấp hay là hàng rẻ? Quần 150 nhá. Quần 150 nhá. Yếm mà ok nhá. Chờ em thay cái quần em mặc. Cái quần này chật em khó chịu quá. Có set nhá. À quên mất đấy. Này đông đông biết thế em nay set cho mọi người. Này đông đông biết thế em nay set cho mọi người. Quên mất thôi. Áo len chế vai à. Ok. À, áo len chế vai em thì không còn rồi. Chỉ còn cái áo cổ nó rộng ấy thì mọi người mặc chế được ý. Chứ còn set len nhá. Set len nhá Lâm Oanh ơi. Set len nhá. Em có set len nhá. Set len thì có cả set len dây này, set len dài tay này, set len lỡ tay này. À, dài tay hết rồi, chỉ còn lỡ tay thôi mọi người ạ, à. Chỉ còn lỡ tay thôi. Có ai muốn xem không ạ? À? Có ai muốn xem không? Em lấy cho xem ạ. À. Có cái live stream hôm qua em live cuối cùng là em live set đấy. Nếu mà ai thích xem thì chút em rơi cho mọi người vào xem nhé. Có ai muốn xem set không? Tiếp tục áo len kiểu nhé. Ơ, em live phao rồi, em live phao rồi Thảo Nguyễn Trần ơi, vừa live phao được một lúc mà. Em live phao rồi, chắc chị thoát đi đâu gì chứ. Em live phao rồi. Này ai hỏi phao em nhớ là em live phao rồi mà, em sang kia em live phao mà. Đây nha, bắt đầu em lên set cho mọi người.
Đây set len này. Ôi đau bụng quá. Phao gì len? À, phao đấy anh em không có đâu chị ơi, phao đấy anh em không có rồi. Yếm bò đây nhá, yếm bò anh em có một kiểu thôi. Hết sạch yếm bò rồi mà chưa có thời gian đi lấy yếm bò cơ. Hết sạch yếm bò mà chưa có thời gian đi lấy yếm bò cơ. Còn đúng một cái nhá. Tầm 48 cân đổ về mặc vừa nhá. Còn đúng một cái 48 cân đổ về mặc vừa. Sale rẻ luôn 160, à 170 nhá. Sale rẻ luôn 170. 280 sale rẻ luôn 170 nhá. Còn đúng một cái yếm 48 cân đổ về mặc vừa. Yếm này mặc sinh cực. Cái yếm này mọi người phải mặc sắn gấu thì mới đẹp nhá. Cái này phải mặc sắn gấu thì mới đẹp. Hình như em có ảnh hay sao ấy, em có ảnh yếm này hay sao ấy. Ảnh báo yếm này hay sao ấy. Đây, xét đây, xinh chưa, len bông nhá. Cái set nó là len bông. Chân váy hàng cao cấp này. Đây, cả một set đây nhá. Bà con ơi, cả một set đây nhá. Cực kỳ đẹp, cực kỳ yêu. Đây, cả một set đây nhá. 159.000 một set len bông. Em thề không bao giờ mọi người đâu mua được cái set này. Set như thế này mà len như thế này luôn. Em khẳng định luôn, không bao giờ ai mua được cái len như thế này mà 159.000, em khẳng định luôn. Em khẳng định một điều chắc chắn luôn, đó là len bông luôn nhé, chứ không phải là len thường. Cầm của nó mà cầm len này luôn mà khác hoàn toàn với mấy cái len này kia luôn. Bình thường mọi người mua một cái chân váy của nó đã là 160 nữa rồi, 160, 170 rồi, đây cả một set nó mới có 159. Quá rẻ luôn, quá rẻ luôn. Hai màu nhé. Hai màu này, màu nâu này, màu nâu đậm nữ sinh này. Nhưng mà mặc cái màu sữa này nhìn trắng da hơn. Đây mọi người có nhìn rõ len không? Mọi người có nhìn rõ len không? Đây nhá, cả một set đây nhá. Cả một set nhá. Ai đang xem thì chấm cho em nhé. Ai đây? Váy này. Áo này. Ai đang xem thì chấm cho em nhá. Tại vì cái tương tác nó hơi kém ấy, cái tương tác nó hơi kém ấy. Tại này Facebook của em nó hơi kém tương tác cơ, nó còn bị chậm nữa cơ. Hôm trước mọi người comment em còn bị ẩn comment cơ, không còn không hiển thị ra nữa cơ. Thế mới điên chứ. Cáu thật đấy. Đây nhá, cái chân váy à, cái set này hôm qua em mặc này xinh lắm này. Cái set này hôm qua em mặc rồi nhá, len đây. Len áo dây này. Ôi happy sớm vậy. Đây nhá, áo dây này. Áo dây nha mọi người. Xinh chưa? Đây nhá. Chân váy nhá. Đẹp lắm, chất cực kỳ đẹp luôn này. So. Ôi mày có 9, ôi mày có chưa đến 8 giờ à? Mày có chưa đến 8 giờ à? Mọi người muốn em like gì nữa à? Mọi người muốn em like gì nữa không ạ? À? Mọi người muốn em like gì nữa không ạ? À? Muốn em like gì cứ comment nha, em sẽ like nha, em sẽ like cho mọi người nha. Có ai thích len bông không? Có ai thích len bông không? Váy 99k này, xinh chưa? Váy này là 99k nhá, em sale tất cả 99k. Còn set này thì em sale. Set này nhá. Set này em sale là 159 nhá. Set là sale 159 nhá. Cả một set nhá, len bông nhá, cao cấp nhá. Hàng cao cấp nhá. Ok, áo kiểu nhá. À. Này ai hỏi váy ôm body nhỉ? Đây này, váy ôm body đây này. Váy đen đây này. Váy đen đây này. Váy đen này. Em bao chất nhá. Tất cả là em bao chất hết. Riêng hàng, riêng tất cả những cái nào mà em báo 99k trở lên là em bao chất hoàn toàn, nhận không ưng trả hàng. Em sắp hết pin rồi, hiện tại em sắp hết pin rồi. Đây, em sẽ like cho mọi người cái mẫu này, xinh lắm. Hàng cao cấp đây nha. Đây nha, riêng cái áo này nhá. Đó là hàng cao cấp. Đây. Hàng cao cấp xịn luôn. Mặc cũng xinh lắm. Nhưng cái này em dơ thì mọi người không thấy đẹp đâu, cái này phải mặc lên cơ mà thực sự là không muốn mặc. Vì đã hơi rất là đau mũi. Nhưng phải mặc mới xinh. Thực sự là cái này xinh lắm luôn ý. Em là người cực kỳ rất là khó kén mặc mấy cái đồ ôm ôm này luôn. Nhưng mà cực kỳ đẹp luôn. Đây, 89k nhá.
Ai nấy comment cho em 89k nhá, 89k. Ok nha, em đang like nhá. Chút nữa em like xong em lép tin nhắn mọi người nhá. Chút nữa em like xong em lép tin nhắn mọi người nhá. Ai lấy gì nhá, ai muốn lấy thêm gì thì cứ chụp màn hình nhá. Xem lại livestream chụp màn hình gửi cho em nhá. Còn thì em sẽ gửi hàng cho mọi người nhá. Mọi người cố gắng nhá. Mọi người cố gắng chụp màn hình lại gửi cho em nhá. Đó. Đây, 89k. 89k lên hàng hiệu cực kỳ đẹp. Đây. Lên hàng hiệu cực kỳ đẹp nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Xinh cực. Mặc cái chất này thích lắm. Còn có hai cái thôi. Còn ai muốn xem gì nữa không ạ? Hôm nay em sẽ kết thúc livestream sớm. Có ai muốn xem gì nữa không? Còn ai muốn xem gì nữa em ạ? Đây. 79k nhá, 79k nhá. Ai lấy comment cho em 79k. Cái này có hai màu này. Đây. 79k nhá. Ai nấy nâu nhạt comment nâu nhạt, ai nấy nâu đậm comment nâu nhạt. Nâu đậm. Tím nhá, nó tím nhá. Ai lấy kẻ tím comment kẻ tím này. Ai lấy nâu comment nâu nhá. 79k 79k 79k. 79k một em nhá. 79k một em nhá. Mọi người muốn xem gì nữa không ạ? Có ai muốn xem gì nữa không? Comment đi, em sẽ like cho mọi người. Có ai muốn xem gì nữa em? Đây, một em áo chất cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ xinh. Thực sự là dạo này cái Facebook của em nó đang bị quá tải tin nhắn ý. Thì mọi người cố gắng, tại vì em bị không may ý, mà em rep tin nhắn lâu của mọi người ý. Và mọi người cứ chủ động gọi điện cho em cũng được. Đây 99k. Mọi người chủ động gọi điện cho em cũng được nhá. Tại vì em tặng quà ý, thì thường thường cái tin nhắn nó hay bị quá tải ý. Đó, thì mọi người trên đánh trường nó hay bị quá tải ý. Nhiều lúc em không rep kịp ý. Đó, có mình em mà em không rep kịp ý. Đó, thì mọi người cứ cố gắng chủ động nhắn tin cho em nhá. Nhắn tin qua điện thoại cho em cũng được, hoặc là kết bạn Zalo với em cũng được. Kết bạn Zalo bằng cái số điện thoại của em nhé. Đây nhé. 99k một em hồng nhé, có màu trắng nhé. Hai màu nha mọi người ơi, có hai màu nhé. Có hai màu nhé mọi người ơi. Đây nha mọi người ơi. Đây một em áo trắng nhá, một em áo trắng hở sau nhá. Một em áo trắng hở sau nhá. 79k nhá. 79k lên Motogi chất đẹp nhá. Lên Motogi chất đẹp nhá, bao chất luôn. Cái này em like rẻ đấy. Đây này, em sale rẻ luôn đấy, tại vì cái dáng này nó hở vai này, nó hở đằng sau ấy. Mọi người mặc thêm cái áo quay ấy. Cái này nó hơi kén người mặc một chút, đằng trước thì cực kỳ đẹp luôn. Đằng trước thì cực kỳ xinh luôn. Nhưng mà đằng sau nó hở nên là rất kén người mặc, nên em sale rẻ luôn nhá. Em sale rẻ luôn. 69k. Còn ai muốn xem gì nữa không ạ? Không ai muốn xem gì nữa, em kết thúc like nhé. Em kết thúc like nhé. Không ai muốn xem gì em sẽ kết thúc like nhé. Tại vì hôm nay em like sớm, em đi có tí việc. À đây, cái áo này em like chưa nhỉ? Em có quần đen nhá, Kiều Trinh nhá. Đây 79k nhá. 79k xinh cực kỳ. Ai lấy comment 79k cho em nhá. Ai lấy comment cho em nâu 79k, màu đỗ nhá. 79k xinh cực. Cái này hôm trước em mặc rồi đấy, cái này em có cái like mặc rồi nhá. Đây. Màu nâu này nữa nhá, 79k nhá.
Quần đen em có nhá. Quần đen này. Nhưng mà quần đen rách nhá. Quần đen rách nhá. Quần đen rách. Đây. Mark đây, đem mark đây. 150k nhá, sale note. Sale note đủ size nhá, 150k. 150k nhá. Sơ mi trắng chỉ còn ít lắm em ơi. Sơ mi trắng chỉ còn có mấy cái thôi. Sơ mi trắng còn ít lắm. Sơ mi trắng nhá, 89k nhá, 89k nhá. Mềm cực kỳ luôn, mềm như lụa luôn. Đây nhá. Đây là để trong túi ra này, đây này. Mọi người nhìn cái đường này, mọi người nhìn cái đường gấp này, cái này mới bỏ ra nhá, nó đang bị nhăn nhá. Em chả có thời gian mà ủi nữa cơ. Đây, sơ mi trắng kia. Em còn chả có thời gian mà ủi nữa cơ. 89k sơ mi nhá, trắng nhá. Bận quá mà. Màu xanh nhạt à. À đây, hôm nay em mặc cái quần này cho mọi người chưa nhỉ? Em mặc quần này cho mọi người chưa nhỉ? Em mặc quần này cho mọi người chưa nhỉ? Đây là quần loe nhá. Đây là quần loe. Đây là quần loe nhá. Quần jean xẻ xanh nhạt là quần nào nhỉ? Quần jean xẻ xanh nhạt là quần nào nhỉ? Đây nhá, em mặc quần này chứ nhỉ? Quần này là quần loe nhá. Em mặc ở ngoài thôi nhá, đây nhá. Cái quần này em mặc trên live đấy, ngày nào em mặc cái sao ấy, ngày nào em mặc live sao ấy. Đây này. Em mặc thử một ống cho mọi người nhìn nhá. Đây nhá, đó là quần loe như thế này nhá. Đó là quần loe như thế này nhá. Đây nhá mọi người. Em lười mặc quá. Em lười mặc quá. Mai em like đầy đủ cho mọi người nhá. Mai em like đầy đủ cho mọi người nhá. Quần này xinh này. Quần này có cái like em mặc rồi đấy. Mọi người vô xem lại nhá. Mọi người vô xem lại cho em nhá. Cái này có cái like em mặc rồi đấy, đẹp lắm. Quần lúc đầu à. Đây nhá. Đây nhá, 145 nhá, sale rẻ. Sale rẻ luôn 145. 145 nhá, 145k. Đủ size nhá. Đủ size nhá, 145k đủ size. 145k nhá. Ai lấy quần xanh comment xanh nhá. Ai lấy quần xanh này comment xanh này nhá. Ai lấy xanh nhạt comment xanh nhạt 100 nhá. 145k. Ai lấy xanh nhạt các mừng xanh nhạt 145 nhá. Siêu rẻ luôn đấy. Bình thường em toàn bán 170. Em bán cái quần này ở shop là 220, em siêu rẻ luôn 170. 145. Quá rẻ rồi, tại vì nó xẻ đằng sau này, nhưng mà xẻ này không hở nhá, nên em siêu rẻ đấy. Đây này. Nhưng mà mặc không hở, mặc lên không hở. Có 28 nhá, BB Nguyễn nhá, có 28 nhá. Có 28 nhá. Cái này nhà chị đủ size nha em ơi, đủ size nhá. 28 tương đương với mặc size M. 28 tương đương với size M nhá. Em bao nhiêu cân thì chị kê size cho nhá. Ai lấy thì comment quần xanh nhạt nhá. Ai lấy thì comment quần xanh nhạt nhá.
xanh nhạt nhá. 145. 145 xanh nhạt. Còn ai muốn xem gì nữa không ạ? À? Chị đang cầm là size M nhá. Chị đang cầm là size M nhá. Có nhìn rõ không? Chị đang cầm là size M nhá. Chưa về cơ à? Bao nhiêu? Giờ này còn chưa về. Ngày nên đói lắm rồi. Đã được ăn gì đâu? Không, về nhanh đi mua cơm đi. Về nhanh mua cơm đói rồi. Ai lấy quần này cảm ơn quần xanh nhạt nhé. Ok. Chịu. Đi mồm đi. Còn ai muốn em like quần gì nữa không ạ? À? Còn ai muốn em like gì nữa không sẽ like cho mọi người. Còn ai muốn em like gì nữa không sẽ like cho mọi người nha. Hôm nay em like sớm nên là hơi ít người xem. Quần bò trắng này là 145 nhá. Quần bò trắng là 145 nhá. Đây xem luôn quần bò đen này nhá. Quần bò ren jacket này 145 luôn nhá. Đủ size nhá. Ai mặc size gì comment cho em nhá. Đây xem luôn quần bò đen này 145 luôn nhá. Cho rẻ luôn. Đây. Xem luôn 145 nhá. Cho rẻ luôn nhá. Đó. Ai lại đen comment đen. Ai lấy xanh, comment xanh 145k nha mọi người. Chân váy 99k nha. Chân váy nhá. Mã 01 99k nhá. Mã 02 nhá, sữa nhá 99k nhá. Mã 02 sữa 99k nhá, chân váy nhá. Có ai muốn xem gì nữa không ạ? À? Ai không muốn xem gì thì em thoát live nhé. Hôm nay em thoát live stream sớm nhé. Hôm nay em thoát live stream sớm nhé mọi người ơi. Nếu mà tầm 11 giờ mà mọi người còn thức thì em sẽ live thêm nhé. Em sẽ live tặng đồ nhé. 11 giờ mà mọi người còn thức thì em sẽ live tặng đồ nhé. Để chút nữa em sẽ soạn xem còn những cái đồ gì thì em sẽ live tặng mọi người nhé. Hôm nay em thoát live sớm nhé mọi người ơi. Chút nữa em đi có tí việc thì hôm nay em sẽ live sớm. Nếu về sớm thì em sẽ live cho mọi người nhé. Còn ai muốn xem gì nữa không ạ? À? Không ai muốn xem gì em sẽ xuất like nha. Tặng một thỏi son cuối nai nhé. Có ai muốn tặng một thỏi son cuối nai không? Có ai muốn tặng một thỏi son không đồng cuối nai không? Có ai muốn tặng một thỏi son không đồng cuối nai không? Ai muốn tặng một thỏi son cơm lắm đã. Chị rắn độc vẫn quyết tâm. Chị rắn độc vẫn quyết tâm thì áo đỏ à? Có ai muốn em tặng một thỏi son cuối like không mọi người ơi? Ai muốn tặng son comment tặng son nhá. Ai muốn tặng son comment tặng son nhá. Ai muốn tặng son không đồng comment tặng không đồng kèm số điện thoại nhá. Tặng không đồng kèm số điện thoại nhá. Tặng không đồng kèm số điện thoại nhé. Ai muốn một thỏi 3C này thì comment không đồng kèm số điện thoại nhé. Ai muốn tặng son ai muốn tặng son comment tặng son kèm số điện thoại nha. Thực sự cái son này ấy, là cái son không phải chính hãng đâu mọi người nhá. Cái son này không phải chính hãng đâu nhá. Đây này, cái son này này không phải là chính hãng đâu nhá. Chính hãng của nó phải tầm 300, hơn 300 cơ mọi người ạ. À. Đó, nên là mọi người đừng tưởng về chính hãng nhé. Nhận hàng này bảo ôi chị ơi son này không phải chính hãng mà chị cũng tặng em à. Thực sự là nó không phải là chính hãng nhé, em nói trước. Thực sự cái son này không phải là son chính hãng. Cái son này là em là nhập về một chút để tặng mọi người, nhưng mà màu đánh màu vẫn đẹp. Đánh màu vẫn đẹp nhưng mà nó không phải là chính hãng thôi. Đó, ai muốn tặng nhá thì em sẽ tặng cho nhá. Ai muốn tặng thì em sẽ tặng cho nhá. Em nói trước nó không phải chính hãng đâu nhá, nhưng mà đánh màu vẫn đẹp.
cực kỳ bám nhá, cực kỳ bám luôn. Ok nhá, tặng cho BB Nguyễn một thỏi nhá. Tặng cho BB Nguyễn một thỏi son nhá. 3 xe nhá. Tặng cho BB Nguyễn một thỏi son 3 xe nhá. Tặng cho BB Nguyễn một thỏi son 3 xe nhá. BB Nguyễn nhớ nhắn tin, nhớ nhắn tin cho em nhá. BB Nguyễn nhớ nhắn tin cho em nhá. Nhớ nhắn tin cho em nhá. Rồi nhắn tin cho em để đòi quà nha. Ai được em tặng quà phải nhớ inbox cho em đó. Ai được em tặng quà phải nhớ inbox cho em đó. Không em không là em lại nhường phần quà cho người khác đó, lại mất công nha, mất công comment nha. Mọi người ơi, em sẽ kết thúc live sớm nhá. Nếu mà kịp thì em sẽ live cho mọi người tối nay tầm 11 giờ em sẽ live cho mọi người. Không thì mai em sẽ live sớm cho mọi người nhá. Chào mọi người nha.